Tan tan tan. Một bức tranh nàng tìm cá được làm từ lá cây rất là đẹp phải không các em? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bức tranh này nhé. Các em nhớ nhấn like và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo nhé.